Thầy lấy hai ví dụ của hai đề thi đại học năm 2013 và 2014. Câu thứ nhất là của đề thi đại học năm 2013. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có diện tích 60 cm vuông, quay đều xung quanh trục đối xứng thuộc mặt phẳng khung. Trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4 Tesla. Từ thông cực đại qua khung dây là A 1,2 nhân 10 mũ trừ 3 VB, B 4,8 nhân 10 mũ trừ 3 VB, C 2,4 nhân 10 mũ trừ 3 VB và D 0,6 nhân 10 mũ trừ 3 VB. Thế thì bài này là bài hỏi liên quan đến từ thông, tức là hỏi của liên quan đến biểu thức phi và từ thông cực đại, tức là phi không, hay nói khác là bằng phi phi mắc. À vậy công thức nào liên quan đến phi? Đúng không? Công thức liên quan đến phi đó là phi bằng n b nhân s cos alpha. Trong đó alpha là gì? Là góc hợp bởi pháp tuyến của mặt phẳng khung và vectơ cảm ứng từ b. Và ở đây phải tính phi mắc. Cho nên phi mắc thì khi cos bằng bao nhiêu? Cos bằng 1, tức là bằng n nhân b nhân s. Rất ít người nhớ được công thức này, học xong là bỏ qua luôn, bởi vì nghĩ nó cũng không liên quan gì đến việc tính toán cả, cho nên bỏ qua công thức này. Mà công thức này cứ nhớ biểu thức là ra được cái đáp án thôi, đúng không? Ở đây chúng ta quan tâm đến n bằng bao nhiêu. Khung dây không nói gì, khung dây phẳng dẹt không nói gì, tức là n bằng 1. Còn nếu mà nói thì người ta bảo là khung dây gồm 200 vòng, khung dây gồm 300 vòng hay khung dây 150 vòng, thì đấy là chúng ta áp dụng bằng n bằng bằng số vòng của đầu bài cho. Nhưng bài đầu bài không nói gì, tức là hiểu khung dây gồm có một vòng, được chưa? Tức là n bằng 1. B ở đây đầu bài cho bằng 0,4 Tesla, đơn vị chuẩn rồi, Tesla là đơn vị chuẩn. S bằng 60 cm vuông, phải đổi ra mét vuông. Cm vuông đổi ra mét vuông thì nhân với 10 mũ trừ trừ 4. Thế thì 6 nhân 10 mũ trừ 3 mét vuông. Biết cả ba thông số n với s, thay vào là ra kết quả phi không bằng n bằng 1 nhân 0,4 nhân với 6 nhân 10 mũ trừ 3. 6 4 2 4, tức là 2,4 nhân 10 mũ trừ 3, đơn vị của nó là VB. Thế thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đáp án C. Đáp án C, 2,4 nhân 10 mũ trừ 3 VB. Ở đây là một minh chứng cho rằng là vấn đề rất cơ bản, vẫn có thể ra trong đề thi đại học. Vấn đề là chúng ta phải nhớ công thức. Còn cái chi tiết mà là cảm ứng từ B vuông góc với cái trục quay ấy, thì đương nhiên đầu bài sẽ cho, hoặc không nói gì thì chúng ta vẫn áp dụng công thức này, không băn khoăn nhiều người đấy. Nếu mà người ta cho cái đấy nó khác đi mà phải áp dụng công thức khác thì chắc chắn là không làm được rồi. Vì đầu bài ở cái kiến thức lý thuyết chúng ta chỉ nói đến trường hợp vuông góc thôi, cho nên cái đấy dù có từ đó hay không thì chúng ta vẫn áp dụng công thức này. Đấy là ví dụ đầu tiên. Ví dụ thứ hai là câu hỏi trong đề thi đại học năm 2014 vừa qua. Người ta cho rất đơn giản mà thông thường chỉ mất 10 giây là ra kết quả. Điện áp hiệu dụng U bằng 141 căn 2 cốt 100 pT V, có giá trị hiệu dụng bằng. Nhìn luôn biểu thức và ra giá trị hiệu dụng, không phải nháp cái gì cả. Mà lại cho luôn căn 2, thì cứ vứt căn 2 đi thì nó là biểu thức của hiệu dụng. Nhưng mà đừng có làm nhanh quá mà chúng ta bỏ qua cái tức là chúng ta bị nhầm lẫn. Có thể người ta bảo là giá trị cực đại là bao nhiêu. Đấy, thế thì chỉ có mỗi lưu ý chỗ này là hỏi cực đại hay hiệu dụng. Mà đã hiệu dụng thì vứt căn 2, còn cực đại thì lấy nguyên. Cực đại nên là U0. Đấy. Còn U thì chỉ lấy cái phần bên trước căn 2, tức là đáp án 141. Thầy nghĩ nó không đến 10 giây đâu, không đến 10 giây nó có thể làm được. Thế thì những cái vấn đề cơ bản của đề thi đại học năm 2014 về dòng điện xoay chiều không thôi đã, thì nó dạ những cái vấn đề cực kỳ đơn giản về 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 dòng điện xoay chiều. Ví dụ như tính
kính tính công suất, tính nhiệt lượng tỏa ra, vân vân, những cái vấn đề liên quan đến mạch điện đơn giản hay những công thức đơn giản thì cũng chiếm khoảng tới 6 câu rồi đấy, không nhầm, thầy nhớ không nhầm thì khoảng 6 câu. Thế thì cứ cơ bản mà làm trong nhất là trong cái tình thế mà năm nay chúng ta chỉ có một kỳ thi quốc gia chung, thì cái vấn đề những cái vấn đề cơ bản thì chắc chắn sẽ chiếm nhiều hơn năm ngoái. Năm ngoái là năm 2014 khoảng 50%, thì năm nay có thể lên tới 60%. Và cứ học những cái cơ bản như thế này thì các em có thể đạt được điểm 5, điểm 6 một cách đơn giản. Và buổi học hôm nay thầy xin kết thúc ở đây, nói về các vấn đề cơ bản dòng điện xoay chiều. Và buổi học tiếp theo thầy sẽ giới thiệu chi tiết hơn về mạch điện RLC và những cái vấn đề liên quan. Xin chào, tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.